Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục phân tích cho các bạn khối nguồn của một con TV CRT Sony. Đây nha các bạn nhé. Một đời này, KV này, HA21M80 này, HA21N70 này, HA21N80 này, đấy HA21M80 đấy, vân vân. Thì đây là các cái model nói nhé. Đấy. Và đây là toàn bộ sơ đồ nó này. Và mình bắt đầu mình chỉ tách cái khối nguồn để mình phân tích các bạn thôi nha. Bởi vì khối nguồn nay mai các bạn ứng dụng rất là nhiều, có thể là model này nó khác, model kia nó khác, nhưng mà khối nguồn thì giống hệt nhau. Đây là cái tài liệu ngày xưa mình học đây. Nó không như bây giờ tivi mỏng thì các bạn có thể là thay cả một cái bo, hoặc là thay một con chip cũng được, bạn thay cả bo được. Như ngày xưa bọn mình học ấy là phải lần ra từng cái con này để các mình có thể là tìm ra bệnh nhé. Các bạn thấy không? Bây giờ mình bắt đầu vào phân tích khối nguồn nhé. Khối nguồn mình nằm ở đây các bạn. Con Sony này này, nó sẽ có một số khối nguồn sau. Thứ nhất là nguồn nuôi cho IC tiếng nhé. Nguồn nuôi IC tiếng này. Rồi nguồn 11V này để hạ áp để nuôi cho cái con IC vi xử lý này. Rồi IC tổng, IC xử lý này, vân vân này. Đấy, IC chuyển mạch này. Đấy. Và có một cái nguồn nó rất quan trọng, đó chính là cái nguồn 135V. 135V để nuôi cho cái cao áp ở trên này này. Bạn nhé. Thì nó hoạt động làm sao? Tại sao mình biết cái này nó lấy ra nguồn 135V? Bởi vì đây nó có một con SE135 nha các bạn này. Nhưng hôm trước, bài trước mình phân tích SE110 thì nó sẽ ổn áp ra, điện áp ở đây sẽ là 110V. Còn nếu mà SE120 thì sẽ là 120V, SE125 thì sẽ là 125V, SE115 thì sẽ là 110V, à 15V. Thì các bạn nhìn con SE này bao nhiêu thì nó sẽ là ra nguồn bấy nhiêu. Như của dòng Panasonic ý, thường thường là SE135 đến 140 nhé các bạn nhé. Panasonic điện áp ra hơi cao. Còn đây là Sony. Đây này, mình bắt đầu này, mình phân tích này. Thứ nhất là điện áp của mình này, từ ACL, ACN đi vào này. Đi vào cái rắc có ký hiệu là CN602 nhé. Đấy. Và ở đây bắt đầu đi qua cầu chì này. Cầu chì F600 này. Đi qua một cái công tắc này. Công tắc mở nguồn này. Đấy. Sau bắt đầu nó đi vào đây. Và đây bắt đầu được lọc này. Và vào có một con đi áp bảo vệ, đi áp cao này. Lọc nhiễu này. Nó đi qua cuộn lọc nhiễu này. Điện áp sau khi đi qua cuộn lọc nhiễu nhá, nó sẽ đi ra đây. Một nhánh này các bạn nhìn này, một nhánh này, nó sẽ đi vào mạch khử từ. Các bạn nhìn này. Nó đi vào mạch khử từ nhá. Đây mạch khử từ đây. Đấy. Vậy là một nhánh của mình này, nó đi lên đây và đi vào mạch khử từ nhá. Một số con ấy thì cái mạch khử từ này nó sử dụng gele nhá. Nhưng con này thì nó không. Đấy, và một nhánh của nó này, nó sẽ đi vào cầu nắn, các bạn nhìn này. Đi vào cầu nắn này. Dây dưới như thế này. Đi lên. Đi vào cầu nắn này. Để lấy ra điện áp 308V. Lọc trên con tụ C602 này. Âm này nối mát toàn máy bằng 3 con điện trở. R603, R602 và R627. 3 con điện trở này, 3 trở công suất rất lớn. Các bạn có thể nối tắt được nhé. Nối tắt bằng dây đồng. Nó làm nhiệm vụ bảo vệ thôi. Nế thì lúc này điện áp trên tụ lọc nguồn của mình, C602 của mình sẽ có một cái điện áp 308V. Điện áp này của mình nó bắt đầu đi này, đi lên này, đi qua một con trở bảo vệ này, con R607 nha. Đấy, con này các bạn hỏng thì các bạn vẫn có thể nối tắt được. Bắt đầu đi vào chân số 2 của biến áp T601. Đi vào chân số 2 này, ra chân số 4 này, sau nối vào chân số 3, ra chân số 5. Cái con này của mình nó có hai cuộn nha các bạn nhé, hai cuộn mắc nối tiếp nhau. Đây là hai cuộn sơ cấp. Bắt đầu đi ra chân số 5 này, nó đi vào chân số 2 của IC nguồn, con này là con IC601. Nó là STR6706A nhé. Đấy, bắt đầu điện áp vào chân số 2 này, ra chân. Đang quay video này có khách gọi nha các bạn nhé. Điện áp vào chân số 2 này, ra chân số 1 này, qua diode này, qua hai con điện trở thoát mát này nối về âm nguồn. Hai con điện trở này thì phải thay đúng chỉ số nhé. Đấy, bài trước mình có nói rồi. Thì con này muốn làm việc ấy, muốn dẫn từ 2 sang 1 ấy thì phải có một điện áp mồi cho nó các bạn ạ. Thì điện áp mồi con này nó lấy từ đây, từ đường AC vào này các bạn này. Nó đi qua này. Nó đi qua một con điện trở R610 này, con này là 33K nhé. Đấy, nó đi vào đây. Nó đi xuống đây,
xuống đến điện này và đi vào chân số 4 của IC6706. Nó làm nhiệm vụ là mồi cho con IC làm việc. Lúc này con IC sẽ chuyển dòng từ 201 đi qua diode, qua hai điện trở này thoát xuống mát. Lúc này có sẽ có dòng chảy trên cuộn 25 và sinh ra từ trường. Từ trường này bắt đầu cảm ứng sang các cuộn thứ cấp bên này này, trong đó có cuộn hồi tiếp duy trì hoạt động. Đó là chân 7 và chân 8. Chân 7 nối mát này các bạn này. Nối mát. Chân 8 này nắn ra xung dương. Xung dương nhé. Nắn ra xung dương này. Nắn ra xung dương nạp nọc lọc bởi con tụ C610 này. Đây. Con này là C610 này. Đấy, bắt đầu đi về chân số 4 để hồi tiếp duy trì hoạt động nhé. Cũng tại cái chân này này, chân số 8 này, có một đường này đi qua con D606 này, D604 này, rồi đi qua con R606 này. Đấy, đi về đây, đi về cái đường này xuống mát này. Đây nó chính là cái đường để gọi là ổn định nguồn nhé, cái mạch ổn định nguồn. Đấy, và cái con này của mình thì khi nó làm việc như vậy thì sẽ có cái nguồn điện áp đi ra. Đó chính là cái điện áp, ba cái điện áp chính. Thứ nhất là điện áp 135V để nuôi cho con áp như mình nói ban đầu rồi. Và cái điện áp 11V nuôi cho toàn máy, nuôi cho vi xử lý các kiểu. Điện áp 10, 12V đến 15V để nuôi cho IC tiếng nhé. Đấy thì đây là cái nguyên lý mạch nguồn. Còn đến trường hợp mà điện áp gia cao hay gia thấp thì nó theo một cái nguyên lý như thế này. Mình giả sử vì một lý do đấy điện áp đầu vào nó tăng cao, đúng không? Thì bắt đầu là cái điện áp trên con tụ lọc nguồn này sẽ tăng cao theo này. Điện áp trên này tăng cao sẽ đi vào chân 2 ra chân 5 để cấp vào chân số 4 của IC nguồn này tăng cao. Con IC này nhận một điện áp mồi về ống cao hơn bình thường, nó sẽ làm việc khỏe hơn. Khi nó làm việc khỏe hơn thì dòng chảy trên cuộn 25 này lớn, từ trường sinh ra trên cuộn 25 này lớn, được chưa? Và bắt đầu nó cảm ứng sang các cuộn thứ cấp này rất là cao. Đấy, trong đấy có cuộn 110 này cũng sẽ dâng cao này, nhá. À 135 này, điện áp này dâng cao thì bắt đầu điện áp này nó sẽ đi vào đây, đi vào chân số 1 của con SE135 này. Con này chân 1 mà điện áp càng cao thì dẫn dòng từ 2 sang 3 càng mạnh nhé. Điện áp vào chân 1 tăng cao thì nó sẽ dẫn dòng từ 2 sang 3 mạnh hơn bình thường, đúng không? Thì nó sẽ làm cho chân số 2 của photo quang này, opto quang này nối mát nhiều hơn. Và chân số 1 này thì lại được nối nguồn nhiều, đúng không? Làm cho con opto quang này phát sáng mạnh. Khi con opto quang này phát sáng mạnh thì sẽ có dòng dẫn từ 4 sang 3 rất là mạnh. Chưa? Từ 4 sang 3 rất là mạnh. Nó sẽ kéo, nó lấy cái nguồn này này. Đây là chính là cái nguồn trên mạch, trên cái đường hồi tiếp duy trì hoạt động này. Lấy cái đường nguồn này dẫn sang 3 này, đưa về chân số 5 này, cao hơn bình thường. Nhá. Làm cho con IC này nó hiểu được là điện áp đầu ra, đầu vào đang cao. Con IC này sẽ tự động dao động giảm đi để nguồn ra giảm đi và ổn định. Này thứ nhất. Khi dẫn dòng từ 4 sang 3 này mạnh này thì nó cũng làm cho điện áp vào cái đường này này, vào cái chân thoát mát này nhiều hơn bình thường này. Đấy. Làm cho con IC này nó dẫn, đáng ra nó dẫn xuống mát không? Thì bây giờ nó dẫn xuống đây lại có một ít nguồn đây này. Nên thành ra là con IC làm việc yếu hơn một tí này. Đồng thời thì đây nó đúng rồi, nó chỉ như vậy thôi. Còn cái chân số 3 này nối mát này. Thì đây chính là mát của con IC dao động ở trong con IC này nha các bạn nhé. Chân 3 nối mát này, mát trực tiếp này. Đây chính là mát trong IC động. Và đây có một cái con điện trở R608, R624, D603. Đấy, đây là những cái mạch này, gọi là những cái mạch bảo vệ quá áp nhé. Mạch bảo vệ quá áp. Khi mà áp ở đầu này cao quá này, đầu vào cao quá khiến áp ở trên tụ lọc này cao là cao quá này, sẽ đi tràn qua con ZD603 này, nó tràn thẳng vào chân số 5 này, một điện áp rất là cao. Đấy, làm cho con này làm việc giảm đi hết sức hoặc là ngắt luôn, không cho dao động ra nữa. Đồng thời này, tại chân 1 này cũng có một con điện trở này, R606 này, R609 này, hồi về đường này. Ví dụ như con IC làm việc quá khỏe thì con điện trở nó sẽ tràn, nó sẽ thừa điện áp đây này, nó sẽ tràn về đây, tràn qua con diode ZD603 này để tràn về chân số 5 này.
làm cho con IC này cũng ngắt dao động nhé. Khi mà các bạn thay hai con này mà sai này thì nguồn ra sẽ sai theo. Các bạn thay cao hơn, ví dụ như con này nó là 0,18 ohm mà các bạn thay cao hơn thì nguồn ra sẽ yếu, còn các bạn thay thấp hơn thì con IC sẽ bị nổ nhé. Đấy là hoạt động khi mà nguồn vào tăng. Thế nguồn vào giảm thì sao? Nguồn vào giảm thì điện áp trên tụ lọc này sẽ yếu, điện áp cấp cho cuộn dây này cũng sẽ yếu theo, và con IC này nhận được một điện áp mồi cũng yếu, con IC làm việc yếu nhé. Con IC làm việc yếu thì từ trường sinh ra yếu, từ trường sinh ra yếu thì các cái điện áp ra sẽ yếu, trong đấy có cuộn 135V này yếu, điện áp này yếu sẽ đi vào chân số 1 này, điện áp yếu này 135 yếu đi này, làm cho con này dẫn từ 2 sang 3 yếu, và đồng thời điện áp 135V này cấp vào chân 1 yếu hơn bình thường, chân này thì nối mát yếu, làm con này phát sáng yếu. Khi con này phát sáng yếu thì làm cho điện áp nó dẫn từ 4 sang 3 phô tô quang yếu, bắt đầu điện áp đi vào chân số 5 này yếu này, điện áp vào chân 5 yếu thì làm cho IC nó hiểu là điện áp ra đang yếu nha, và ngay lập tức nó sẽ tự động nó dao động tăng lên để nó làm cho điện áp ra tăng lên và ổn định, tăng lên vừa đủ để ổn định thôi nha các bạn nhé, không phải tăng quá đâu. Đấy thì đây là cái hoạt động dò sai trên cái con này, thì nguyên cái mạch từ đây này đi qua đây này, đấy về con chân số 5 này, đây là cái mạch dò sai nha các bạn nhé. Đấy, còn cái mạch này từ chân số 8 của biến áp này đi qua diode này, lọc của tụ này, vân vân vân, đi về chân số 4 này, đây là mạch hồi tiếp duy trì dao động nhé. Còn cái con điện trở này là con điện trở mồi. Đấy, hai con điện trở này và con kết hợp con diode này, con điện trở này đây là một trong những cái mạch bảo vệ nhé. Con này là mạch bảo vệ quá dòng, ba con này là mạch bảo vệ quá áp nhé. Thì đây là mình đã phân tích cho bạn xong cái khối nguồn của con TV Sony nha, Sony 21i ngày xưa. Các đời Sony linh kiện dán rất nhiều, đâm ra là các bạn làm rất là ngại. Nếu mà có cái sơ đồ này thì các bạn sẽ bớt đi phần ngại hơn rất là nhiều, và ít nhất thì các bạn cũng nhìn thấy mình phân tích được ở trên sơ đồ như thế này. Nếu mà bạn nào mà xem những cái video này cần để thông số thì các bạn thể dừng màn hình để các bạn có thể là lấy thông số để các bạn làm sửa nhé. Chúc các bạn là làm thành công.